chào mọi người. Bây giờ Thu Trúc hiện tại mình là sinh viên năm 2 chuyên ngành văn thể công chúng của trường đại học Bắc Giang. Hi, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đăng Khoa, hiện tại mình đang là sinh viên khóa 28 của trường đại học Bắc Giang, mình học quản trị kinh doanh. Sau khi mà mình đã chứng kiến được các cuộc ký kết của Đại học Anh Nam với lại trung tâm ASEA thì mình cảm thấy đây là một trung tâm học tiếng Anh khá là tốt và các được cho các chị tư vấn rất tận tâm và nhiệt tình. Thì sau khi được tư vấn ở đây thì mình cảm thấy là mấy anh chị bên trên tiếng Anh rất là năng động, mấy anh chị cũng rất là nhiệt tình tư vấn cho mình các khóa học và cũng như là đề xuất cho mình những cái khóa học phù hợp với lại kỹ năng cũng như là tầm kiến thức của mình. Thì bên cạnh đó mình cũng được bốc thăm theo phần quà và những chiếc ba lô như thế này. Nhiệt tình, năng động và tận tâm. Nhiệt tình, tận tâm và may mắn.